Chào các bạn, Hương rất vui khi gặp lại các bạn trên kênh Hương Miền Tây. Hôm nay Hương sẽ vào bếp và làm món gà hấp sả chanh. Cách hấp gà không cần muối cũng không cần nước mà Hương hay làm. Thịt gà sau khi mà mình hấp á, rất là mềm, ngon, ngọt, bởi vì mình không có dùng nước đó các bạn. Ăn một lần là sẽ ghiền luôn đó nha. Mời các bạn cùng vào bếp với Hương để chúng ta cùng thực hiện món gà hấp sả chanh này nha. Để chuẩn bị làm món gà hấp sả chanh thì Hương đã mua một con gà rồi nè các bạn. Con gà này khoảng 1,3 kg. Khi mà Hương mua thì người ta làm sạch giùm Hương luôn. Về thì Hương chỉ việc rửa sạch lại thôi. Mà bí quyết rửa gà sạch của Hương là Hương giã nát gừng, sau đó thì Hương xát lên mình con gà khoảng 5 phút và rửa lại thật là sạch với nước. Gà này là gà thả giường đó các bạn. Thịt nó rất là dai, rất là ngon. Nhưng mà có cái thì da của nó không có màu vàng á. Vì vậy mà khi mà mình chế biến thì mình sẽ dùng thêm nghệ. Và đây là củ hành tím nha, Hương đã chuẩn bị nè. Vàm ớt ha, lá chanh. Ngoài ra thì còn có sả thì không thể thiếu nữa ha. Sả này thì Hương đã rửa sạch và đập dập luôn rồi. Mình sẽ cho vào bụng của con gà một vài cọng sả. Còn lại thì mình sẽ lót dưới đáy nồi để mà khi mà mình luộc gà, gà sẽ không có bị khét ha. Và đây là một số gia vị mà Hương đã chuẩn bị để làm món gà thêm ngon nè. Đây là 2 muỗng cà phê tương ớt, 2 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh đường, 2 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê muối bọt và 2 muỗng cà phê muối hạt. Muối hạt này để mà mình làm nước chấm đó các bạn. Chấm gà bằng muối hạt thì sẽ ngon hơn. Và đây là 2 muỗng cà phê dầu hào, 1 muỗng cà phê bột nghệ nha, để là mình làm cho gà có màu vàng đó các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị gia vị để cho vào bụng gà nha. Đầu tiên thì mình cho 1 muỗng cà phê muối bọt, 1 phần tiêu mình đã chuẩn bị ha, 1 phần tiêu còn lại mình để mình làm nước chấm nha. Và hạt nêm cũng vậy, mình cũng cho vào khoảng 2/3 mà mình đã chuẩn bị nha. Mình cho hết dầu hào vào. Tiếp theo là tương ớt, mình cũng cho hết vào luôn nha. Mình trộn đều hỗn hợp này lên và sau đó mình cho vào bụng của con gà nha. Sau khi cho gia vị vào thì mình sẽ cho hành tím vào nha. Mình sẽ cho vào đây khoảng 2 cọng sả là được rồi. Cuối cùng thì mình sẽ cho lá chanh vào nha các bạn. Mình dùng cọng sả để mình đè cái phần hành tím xuống cho nó xuống dưới nha. Sau đó thì còn chỗ trống nè, mình sẽ cho lá chanh vào. Để gà có màu vàng á, thì mình sẽ khoe bột nghệ nè. Sau đó thì mình sẽ quét lên mình của con gà. Gà sau khi hấp sẽ có màu vàng óng ánh rất là đẹp nha. Chuẩn bị hấp gà thì Hương đã chuẩn bị cái nồi này nè các bạn. Với cái nồi này á, thì Hương không cần để muối ha. Như mình hấp gà thông thường mà không cần nước thì mình sẽ lót muối ở dưới xong rồi mình mới để sả ở trên. Nhưng mà dưới cái nồi này á, thì Hương không cần muối luôn. Chỉ cần vài cọng sả lót ở dưới đáy nồi xong mình để gà lên rồi mình hấp
đây là các bạn, hoàn toàn không có nước nha. Bây giờ mình sẽ cho các cái cọng sả này mình lót ở dưới bếp nồi nha. Rồi, xong rồi mình sẽ cho con gà lên ha. Bây giờ mình đậy nắp lại và mình đem hấp. Vậy là sắp có gà hấp không cần nước rồi đó các bạn. Sắp được ăn rồi, bây giờ Hương sẽ đem hấp nha. Với nồi này á, thì khi mà mình vừa để lên bếp thì mình sẽ mở lửa lớn cho độ nóng của nồi nó vừa đủ. Nồi vừa nóng rồi á thì mình sẽ giảm lửa nhỏ thấp nhất nha các bạn. Và mình nấu trong khoảng 40 phút là gà chín à. Bởi vì nồi này rất là hầm hơi luôn. Bây giờ mình sẽ đi làm nước chấm nha. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào đây khoảng 2 trái ớt ha. Các bạn nào muốn ăn ớt nhiều thì mình cho nhiều nha. Tiếp theo là mình sẽ cho cái phần đường hồi nãy mình chừa lại nè. Mình cho muối vô ha. Và hạt niêm nè, tiêu nữa. Mình cho hết vào, sau đó thì mình sẽ đem mình giã cho thật là nhuyễn nha. Vậy là xong rồi nè các bạn, màu đỏ rất là đẹp ha. Bởi vì mình cho tiêu nhiều hơn ớt á, cho nên cái màu đỏ nó không được tươi lắm. Các bạn muốn đỏ nhiều á thì các bạn cho tiêu ít thôi nha. Tiếp theo là mình sẽ vắt vào đây một miếng chanh ha. Và mình trộn đều lên. Bây giờ Hương sẽ đi cắt cái phần lá chanh cho mỏng ra và Hương để vô đây nè. Để nước chấm của mình thêm ngon và thơm hơn ha. Nhìn rất là hấp dẫn mọi người ơi, mùi thơm nồng bốc lên thu hút lắm luôn. Mình nôn gà chín để mình chấm vô cái chén muối ớt này quá đi. Gà sau khi mình hấp 40 phút nè các bạn. Wow, mùi thơm rất là hấp dẫn nha. Mùi sả bốc lên nè, mùi chanh nữa, rất là thu hút. Nhìn là muốn thưởng thức ngay và luôn thôi. Gà màu vàng rất là đẹp đúng không mọi người? Để mình xem cái bề dưới của con gà thì như thế nào ha. Bây giờ mình sẽ đem gà ra dĩa nha. Sau đó thì mình sẽ rắc lên đây vài cái sợi lá chanh mà mình sắc lúc nãy đó. Gà còn nóng nè và mình để lá chanh lên. Thì cái mùi của con gà nè với cái mùi lá chanh hòa quyện vào nhau thì rất là thu hút, rất là ngon luôn đó mọi người. Món gà luộc mình thấy rất là đơn giản, dễ thực hiện nè, nhưng mà ăn rất là ngon, không có bị ngán nữa. Nhưng mà luộc chay thì có vẻ rất là nhạt nhẽo, vì vậy mà chúng ta hãy làm cái gia vị và mình để trong bụng gà đó thì mình luộc gà sẽ ngon hơn đó các bạn. Luộc gà không cần nước á thì gà vẫn chín nè. Thịt rất là mềm và ngọt luôn.
cách làm này thì mình vẫn giữ được cái hương thơm và cái dinh dưỡng của gà đó. Ngoài ra thì cái mùi lá chanh, mùi xả thì vẫn giữ được đó các bạn, rất là ngon luôn. Bây giờ Hương sẽ thử một miếng gà nha, rất là hấp dẫn luôn đó mọi người, rất là thơm luôn. Thịt gà rất là mềm nha, chấm vô một miếng muối ớt nè, ngon không thể cưỡng luôn. Thịt gà rất là mềm, rất là ngọt đó mọi người. Có khi nào ngon quá mình sẽ ăn hết con gà này không ta? Mùi thơm của sả nè, mùi thơm của lá chanh rất là thu hút nha. Vị cay cay của ớt nữa, thơm lừng của tiêu nữa. Mới đây mà mình đã ăn xong cái đùi gà nè mọi người, bởi vì ngon quá luôn, ăn nhanh trong vòng một nốt nhạc luôn ha. Gà này rất là ngon, mọi người hãy vào bếp và thử làm và thưởng thức nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip của Hương nè. Hương xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau nha. Bye bye.